Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thổi sáo bằng tay không, như ở đầu video nha. Đừng lo, từ từ rồi biết. Đầu tiên các bạn sẽ xòe hai tay ra như thế này. Các ngón tay sẽ hơi co nhẹ lại, kể cả ngón cái. Sau đó lấy tay trái đặt lên lòng bàn tay phải. Tiếp theo, các ngón tay trái sẽ ôm lấy khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải. Trong khi đó, các ngón tay phải khép lại gần nhau, sao cho tạo ra ít khe hở nhất có thể. Lúc này, hai tay sẽ tạo ra một lỗ hổng chính giữa hai ngón cái. Và đây sẽ là vị trí chúng ta đặt môi vào để thổi. Khi thổi, môi của chúng ta phải áp vào hai ngón tay cái để không khí có thể đi vào trong hai bàn tay và tạo ra âm thanh. Chúc các bạn thành công nha. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình.